Bơm tất tay đồ cho Sang lắp. Sang bị đàm mà sao? Sang bị ốp. Sang tham lai tụt xuống còn 43, từ tham 53 còn 43 là tham lai rất nhỏ. Cẩn thận tên này. Tên này là tên đang bị vẩy e phải phá hết. Sang ơi. Tình huống bị hai nhà ốp. Và Sang tụt một quả tham kìa. Quả tham này là quả tham mất 30 tham. Ra đây mà xem có gì sướng bằng iTel. Tải ngay đi My iTel. Chọn sim luôn, vui chờ mắt sướng. Phim với game online sướng quên ngày mai. Đó là đó là My iTel. Vâng, hơi cá đuối sau 10 trận thi đấu. Quay trở lại với các bạn nào. Tham lai 19/24 dành cho game thủ 2K1 Bắc Ninh. Đang hơi cá đuối. Xem bài Sang nào, có ổn không? Vừa rồi là một trận thi đấu đánh hơi hớ hênh tới từ cặp đôi bên phía Bắc Ninh, đặc biệt là game thủ Sang Club. Một trận thi đấu mà cửa thắng nó tương đối sáng. Nhà Sang đẹp hơn nhà Hào đấy. Nhà Sang đẹp hơn nhà Hào. Mà có lẽ là cũng bị cuốn quá. Định là ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng mà sau thì lại toang. Dù sao nó cũng là một cái sai lầm tới từ Sang Club. Thôi bỏ. Chúng ta vẫn đang dẫn trước với tỷ số là 6-4. Vẫn đang còn rất nhiều những cơ hội. Chạm 3 nữa thôi sẽ vô địch. Còn bên kia phải chạm 5. Chạm 3, chạm 5 là cách nhau cũng tương đối xa. Bài này bài dâng A chăng? Hay sẽ là bài đánh tại nhà? Tại nhà được. Đây là 2K1. Người đi chém. Bây giờ mới đi dâng. Bài ăn bầy hiêu cũng tương đối rách. Ad đầu nhìn trông nó cũng hơi xấu. Đây rồi, có bãi quả. Alamaz, 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 Alamaz,
Như vậy là Mạnh Hào là người đi dâng, đánh 26 dân đi dâng. Vừa gặp dân của Mạnh Hào, vừa gặp xong. Hào đi dâng nhá. Báo về cho Sang để Sang phải cẩn thận trong trận thi đấu này. Phải ép hơi delay dành cho game thủ 2K1. Lý do tôi không rõ lắm, do tôi cũng vừa ra ngoài đi vệ sinh. Hơi delay về mặt ép đời. Hy vọng trận đánh lỗi vừa rồi không bị ảnh hưởng, không khiến các game thủ bên phía team Bắc Ninh bị ảnh hưởng quá nhiều. Quay lại bắt dân của game thủ Mạnh Hào để Mạnh Hào không đóng được thêm một cái nhà quân nữa. Vậy là đánh theo kiểu đánh thủ. Dân đâu? Chưa nhìn thấy dân của Hào đâu. Cố bắt được hai dân đấy thì ngon. Tại vì nhìn thấy dân đi qua dân mình rồi, bắt được thì ngon. Đây rồi. Đánh cung Hào dâng A. Con T ra đây thì ngon. T ra đây bắn luôn. Đây là L của Hưởng. Hưởng không đóng, không, Hưởng kịp đóng 2L. Ở bên kia là 2L và 2A. Ở bên kia là 2L. Dân đã ra ngoài chưa? Đang chờ con dân nó ra ngoài. Đây là vâng A khác tới từ game thủ Mạnh Hào. Khô máu dành cho game thủ 2K1. Đập luôn. Như vậy là sẽ làm được khoảng 6 dân tới từ game thủ Mạnh Hào. Bài dân A mất 6 dân. Bị T công vào vàng. Làm được 6 dân đấy. Quản tiếp nào. Tham Lai 27/36. Bây giờ phải quản hai người kia. Sang thích thì bỏ luôn nhà cũng được. Sang thích bỏ luôn nhà cũng được. Bởi vì người ta sẽ là 2L đều vắt, 2L đều vào. Và cùng với đó là 4A đấy. Thế mình thích thì mình bỏ luôn. Bỏ luôn đưa về thế quản map cũng không vấn đề gì cả. Chúng là đánh thế này bốn người đều không có nhà. Bốn người sẽ đều không có nhà. Đánh được. Sang vẫn đang cố. Sang vẫn đang rất cố để giữ được cái nhà này. Chắc là Hào bắn thì sẽ chạy. Bao giờ Hào đến thì mình mới chạy. Mình phải câu giờ. Chạy sớm quá dân đi ra ngoài. Lạc đá chém chết hết. Ra ăn cái bãi quả này không? Chắc ra đây ăn bãi quả này luôn cũng được. Té thôi. Tầm này là té. Vẫn đang giữ được tham lai là 31/52. Dỉa dần những con lạc đà tới từ game thủ Văn Hưởng. Hưởng cũng đang điều lạc đà là khá hay. Quay trở lại với 2K1 nè. Bài 1L1A tham lai 29 tới từ game thủ 2K1 Bắc Ninh. Đang đi quản Hưởng. Đây là dân của Hưởng. Bắn vàng nào. Dân Hưởng đang đứng xếp hàng. Người lắm Hưởng ơi. Không được nhiều. Tình huống phải e nhưng mà chưa được nhiều do lượng lạc đà là quá ít. Nhiệm vụ của 2K1 trận này là rất nặng. Phải quản hai người đi dâng. Dân thì giữ được nhiều nhưng quân cũng chưa nhiều lắm dành cho game thủ 2K1 Bắc Ninh. Đây rồi, đây là dân của Hào. Thế này căng. Thế này căng như dây đàn. Lợi thế tôi nghĩ đang dành cho team Hải Phòng nhiều hơn. Nhưng mà họ đánh tấn công. Và họ có A và có lượng lạc đà gom được nhiều. Cái nhà cung thì ở bên kia người ta không quá khỏe. Nhưng mà cái nhà chém lạc đà nhiều đấy. Bây giờ dựa nhiều và 2K1 phải chém được nhiều dân của cặp đôi bên kia. Hưởng dò lỗi vòi trận thi đấu này. Chắc là lỗi. Vâng, Hào cũng đang ra khá nhiều ruộng tại nhà luôn. Đây là bãi quả mà cũng chưa ai ăn. Sang
còn tham không? Sang tham 37 bằng một cách thần kỳ nào đó. Sang lên được tham 39 sau khi bú được cái bãi quả này. Nó vẫn đang nở được tham lai ra. Chạy thôi, tôi nghĩ là chạy. Chạy hay đấu? Chạy hay là đấu? Đấu à? Đấu tuần này thì khá tự tin. Vì quân của Hào cũng đông đấy. Quân đang đứng tất đây để mà kê rồi. Chờ Hào đi lỗi thôi. Rồi đấu luôn tuần này. Hào đi lỗi. Chỉ làm được một tí tí. Được bơm 100 vàng và 100 thực. Hình như để nâng cái giáp 4. Trận này phải có giáp 4 vì hưởng rất nhiều lạc đà. Tham 35 của 2K1 cũng đang bắt đầu bị game thủ Văn Hưởng quản. Mọi thứ này lại bắt đầu căng nhờ. Thế quản map như thế này chứ biết thế nào một lần. Lại là một sai lầm thôi. Chờ bên nào sai lầm nhiều hơn là bên đấy chết. Trận thi đấu thứ 11. Hôm nay Bắc Ninh và Hải Phòng liệu khô máu 17 trận không? 2K1 đang kene là khá nhiều để dự đoán những cái khu vực ăn hoang tới từ game thủ Mạnh Hào và game thủ Văn Hưởng. Nhưng chưa bắt được cái khu vực ăn hoang đó. Đây rồi. 2K1 vừa mất tham. Bị Văn Hưởng chơi vào bãi gỗ. Nhưng mình lại ăn được cái bãi quả của game thủ Mạnh Hào. Truy sát. Truy sát, truy sát, truy sát. Bãi này ken từ đầu ấy. Bãi này 2K1 biết từ đầu, 2K1 không dám ăn. Vì nó gần nhà BA của game thủ Mạnh Hào quá. Còn 2K1 liên tục là kene vào phía khu vực cái bãi quả đấy để xem Mạnh Hào có ăn không. Và bây giờ Mạnh Hào ăn thì 2K1 đang phang. Vâng, đấu quân à. Chơi luôn. Sang về hồi tại nhà mình. Nếu mà tôi nghĩ là 2K1 không nên đấu quân. Quân của 2K1 đang ít hơn so với quân của game thủ Mạnh Hào. Tên này chạy quân cũng không khéo. Người ta nhiều khả năng sẽ quay lại cái bãi quả đấy để mà có thể ăn. Đây là màn hình máy tới từ game thủ Sang Club. Tham lai là 53. Ổn. Quay lại nhà. Lại có nhà. Từ một thế không có nhà giờ lại có nhà sau khi bú hết được một bãi quả. Mặc dù nó dốc dịch nhưng mà hết được một bãi quả 6 đấy là cũng là 900 thực. Không hề ít một tí nào. Ổn đấy chứ. Cặp đôi phía Bắc Ninh vẫn đang rất quyết tâm. 2K1. Vâng, đây là bãi quả tới từ game thủ Văn Hưởng. Bãi quả này thì cũng đã lộ rồi. Nhưng mà cũng ăn gần hết dành cho Hưởng. Ổn đấy chứ. Bãi quả đấy mà ăn gần hết là khỏe đấy. Đây là dân của Hào. Hai đạo. Mình muốn đánh hai đạo. Ba đạo. Vâng, tham lai là 33/40. Sóc được dân ở nhà chính ra kìa. Ăn vàng hay ăn gỗ? Ăn gỗ. Bơm tấp tay đồ cho Sang lắp. Sang bị đàm mà sao? Sang bị ốp. Sang tham lai tụt xuống còn 43. Từ tham 53 còn 43 là tham lai rất nhỏ. Cẩn thận tên này. Tên này là tên đang bị vẩy e phải phá hết. Sang ơi. Tình huống bị hai nhà ốp. Và Sang tụt một quả tham kìa. Quả tham này là quả tham mất 30 tham. Lúc trước tham này 53. Tôi bắt đầu quay sang màn hình máy của 2K1 Bắc Ninh. Quay lại còn tham 30. Trong thời gian đó là có nở được thêm cung R và cả dân. Nhưng bây giờ tham này tụt xuống còn có 30 thôi. Một tơn bị ốp và chết luôn. Quá dã man. Đây là màn hình máy tới từ game thủ 2K1. Hào có một cái hốc ở dưới góc 6 giờ. Tham 37. Như vậy là Sang tụt tham thì 2K1 lại nở được. Vâng, tham lai vẫn đang đè rất mạnh dành cho cặp đôi bên phía của team Bắc Ninh. Mặc dù Sang vừa mất một cái tơn tham, người ta gọi là quá kinh điển. Cái tơn tham vừa rồi 53 rồi đấy. Mà xuống còn 30 thì anh em hiểu rằng là nó mất nhiều đến mức độ như nào. Quá đầu tim dành cho anh em Bắc Ninh. Dành cho khán giả của Bắc Ninh. Tham của 2K1 là tham ảo. Tham này nó không hề to. À nó to nhưng mà nó không ổn định vì không có cơ sở, chỉ là những bài đi ăn lang. Vâng, Mạnh Hào là người đi sai 74, rất may mắn vụ cái tình huống kìa. Top tham lại kìa. Nguy hiểm thật sự dành cho game thủ Sang Club. Quá nguy hiểm. Vâng, 30 tham lại trong turn bị ốp. Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo, 74 dành cho team Bắc Ninh.